Xin chào anh em đến với kênh của mình nha anh em ơi. Một kênh YouTube viết về biển, không giật gân, không giật tít nha anh em. Bữa nay mình sẽ quay cho anh em đoàn thuyền đang dò cá đánh lưới tại điểm cá nục chuối hơn 1.000 tấn nha anh em. Bữa giờ thì cái đoàn lưới rút của Phú Yên cảm thêm đoàn cuối lúc của Bình Định thì đánh cái lượng cá phải trên 2.000 tấn rồi anh em. Đó thì mình nói cho anh em biết là cái kênh YouTube của Bình á, là một cái kênh mà không giật gân, không giật tít. Mình đi khai thác tới đâu mình sẽ ghi hình quay lại cho anh em xem, và những cái video nào nó hay mình sẽ đăng lên cho anh em xem. Những video nào sau đó mình thấy nó tệ quá thì mình không cần phải đăng. Cho nên là nội dung mình đi quay là hầu như là dư video nha anh em, chứ mình không cần gì phải nói thêm nói bớt ở trong cái video cho anh em xem cả. Thậm chí có những cái video mà nó quá trời hấp dẫn, những cái đoạn nó quá trời hấp dẫn nhưng mà mình không có thời gian để ghi hình lại cho anh em xem thôi. Đó thì khu vực mình đang quay phim đây là tại cái điểm mà nục chuối anh em. Nục chuối con loại 7-8 con một ký á, là hôm bữa giờ là khai thác phải tầm phải gần 2.000 tấn hoặc là hơn 2.000 tấn rồi. Bởi vì cái chủ vựa cá của Bình tại hiện tại bây giờ để nhận cái lượng cá là phải gần 1.000 tấn rồi anh em. Riêng cái chủ vựa cá của Bình không á thì anh em biết là cái lượng cá là Bình không có thời nói thêm nói bớt gì hết. Đó anh em theo dõi cái kênh của Bình từ hồi đầu năm tới giờ anh em sẽ hiểu. Thì Bình làm video á là Bình ghi lại những cái đoạn phim mà Bình đã từng đi qua, những cái đoạn phim mà Bình đã từng đánh bắt, chứ không phải là mình làm video với cái mục đích mà hàng triệu, vài triệu hay là vào trên ngàn cái lượt xem nha anh em. Có những video Bình quay mình chỉ để phục vụ theo yêu cầu của một người thôi nha anh em, chỉ phục vụ theo yêu cầu của một người, bởi vì họ nhớ biển quá, họ nhớ những cái tình tiết mà những cái thời khắc mà họ đã từng trải qua, cho nên là mình quay video chỉ để phục vụ có thể là một khán giả thôi. Đó cho nên là anh em xem cái kênh của mình là yên tâm, không hề nói thêm không hề nói bớt. Đây là ghe lưới rút nhà của Bình nè, ghe của lưới rút mà Bình mua ké, đang đánh ké nè anh em, đang đánh ké tại cái điểm nục dời mấy ngàn tấn đó. Đó thì bữa giờ tổng cái lượng mà vừa bên Bình cộng thêm những cái vừa ngồi, cộng thêm các cái vừa của Bình Định, các cái vừa của tàu ké Bình Định anh em, nhận tàu ké Bình Định nữa thì phải tầm mấy ngàn tấn anh em, chỉ trong vòng 3 ngày thôi anh em. Chỉ trong vòng 3 ngày thôi cái lượng vài chục chiếc tàu lưới quay cái đợt này phải đánh cái lượng ké là tới mấy ngàn tấn luôn đó. Nhưng mà cái lượng ké nó dày anh em, tới cái lúc mà mình chỉ quay cho anh em xem là cái cảnh đang dò ké, cảnh đang đánh lưới thôi. Còn cái cảnh mà lúc mà lấy ké thì anh em biết là cái lượng ké mà tới nó mỗi lần mà được ké nó tới tầm mấy chục tấn không à. Có ghe nhiều là 50-60 tấn, có ghe gần tới cả 100 tấn. Đó, một quát lưới thôi nha anh em. Cho nên là tới cái lúc mà vô công chuyện làm là anh em được tập trung làm hết, không nói chuyện quay phim quay ảnh gì ở đây hết. Đó cho nên là tranh thủ cái thời gian mà còn đang dắt lái nè anh em, là mình quay cho anh em xem cái cảnh đang bủa lưới tại cái vùng mà khai thác cá nục đỏ chuối nha anh em ơi. Thì mình chỉ đọc trong đây là cái vùng khai thác cá nục đỏ chuối thôi nha anh em. Có con tới gần cả ký lần. Đó, có con là ngày ký, có khi là 3-4 con ký, một cái size trung bình của nó là 5-6-7 con một ký nha anh em. Đó thì đêm nay nè anh em, đêm nay là cái lượng ghe thu mua, cái lượng ghe thu mua là đã vô bờ hết rồi, bây giờ chỉ còn ở vị biển là chỉ còn tàu đánh bắt không à, tàu đánh bắt với là ghe thu mua đảo. Thì ghe thu mua đảo là anh em biết là ghe thu mua đảo là đa phần là mấy chiếc ghe của Pho Kiều rồi anh em, Pho Kiều với Úc Lon rồi của đảo Phú Quý, đảo Phú Quý dân thu mua đảo của Phan Thiết Bình Thuận, Phan Thiết Bình Thuận với một số ghe của Ninh Thuận anh em. Cho nên là nó phục vụ cái lượng ghe lưới rút ở đây không có đủ, cho nên là đa phần đêm nay nè anh em thấy là một chiếc đánh, một chiếc lưới đánh rồi một chiếc lưới lại dắt. Bởi vì đặc thù của cái nghề lưới quay đêm anh em, khi đánh ở cái vùng nước sâu hoặc là những cái vùng nước nó hơi xấu thì phải cần cả ghe dắt anh em, có chiếc ghe dắt lái ở sau thì quýnh nó mới được lợi màu. Đêm nay là mình đánh lưới bên cạnh một cái chiếc tàu ké này,
của cái đoàn lưới của lưới rút Phú Yên luôn nha anh em. Thì chiếc này đánh không có ghe dắt lái cho nên là có trở ngại về lưới này. Bắt đầu mới kêu chiếc tàu ké 23m bây giờ tới dắt phụ nè anh em. Đó, chiếc tàu ké hai bỏ viền đen mà mình hay quay cho anh em xem á. Đó. Còn chiếc bên cạnh này đang trở ngại có thúng bơi đem dây ra nè anh em ơi. Cho nên là còn chiếc tàu nhựa phía bên cạnh luôn, cũng không có ghe dắt luôn. Cho nên liêm nay nguyên một cái đoàn lưới anh em, tự động xây trở luôn. Ghe thu mua là bữa giờ là nó chở cái lượng ké vô bờ hết rồi. Nó vô nó ra không có kịp. Cho nên là còn bao nhiêu chiếc thu mua ở ngoài biển á, thì chắc chắn đêm nay là phải sáng qua ngày mai là khẩm mềm đi vô bờ hết. Và thậm chí anh em xem là ban ngày á, những chiếc thu mua đảo anh em nó cũng khẩm mềm luôn. Có chiếc mấy chiếc thu mua đảo, mấy chiếc lớn của Phao Kiều 71, 72 rồi á. Mình nói anh em nào mà dân Phan Thiết, dân Quan Thiết, Bình Thuận mà làm nghề thu mua là chắc chắn biết của Phao Kiều ha. Mấy chiếc đó nó chở tới 40-50 tấn, nó cũng khẩm mềm luôn. Nó cũng khẩm mềm và nó cũng đi gì bán ké ở khu vực Cà Né chung với mình luôn nha anh em. Chiếc 23m đang lại dắt lái đoàn ghe của lưới rút Phú Yên nè anh em. Mình rất là ít khi mà quay những cái video về ban đêm nha anh em. Bởi vì ban đêm thì thứ nhất là cái hình ảnh nó ghi lại nó cũng rất là khó. Thứ hai nữa là quay ban đêm thì anh em nó mô tả không hết cái công chuyện, cái nội dung trong video cho anh em thấy. Thứ ba nữa thì đa phần những cái lúc ban đêm là cái thời gian mà mình làm vừa lái vừa dắt dây dắt nhợ rồi nè anh em, quan sát xung quanh thì ở trên bộ đàm họ sẽ réo, thuyền trưởng phía bên lưới họ sẽ réo chúng ta làm theo cái ý của họ. Cho nên hầu như là mới cầm cái máy quay lên là làm khỏi bỏ cái máy quay xuống để làm anh em. Cho nên là quay một cái thước phim về ban đêm á, thì cái nội dung mà khó khi mà mình quay mình tràn, mình truyền đạt được cho nó hay được. Cho nên là mình rất là ít khi quay đêm. Bữa nay thì quýnh ở ngồi khơi xe, nhưng mà khi mà kéo lên phen rồi đó thì nước nó cũng rất là im. Cho nên là bây giờ ghe mình đang thả cà phiêu, quan sát mấy ghe xung quanh. Cho nên là mình sẽ cố gắng quay một cái video ban đêm cho anh em xem. Hy vọng là cái video này nó cũng hình ảnh nó cũng rõ, nó cũng hơi có nét để phục vụ cho anh em xem cho nó tốt hơn. Thì mong là anh em theo dõi kênh của mình với cái tinh thần là một cái kiểu mà tin tưởng những cái điều mà mình làm trong video. Và những cái tiêu đề mình ghi là không bao giờ ghi những cái tiêu đề mà điên khùng khùng giống như những cái kênh khác, để anh em vào xem rồi sau đó anh em thất vọng. Đó, chúc anh em xem video thật là vui nha anh em ơi. Bây giờ là mình tranh thủ đi ra sau một xíu rồi ăn uống cái gì đó một xíu tới trước chuẩn bị bóc đá muối cá nha anh em.